Xin chào anh chị và cô chú. Thì ngày hôm nay tại đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Chú Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gửi đến cho anh chị và cô chú một thửa đất vườn với diện tích là 6758 m2 anh chị ha. Thửa đất vườn của mình thì nằm trên một cái tuyến đường nhựa lộ giới thì rộng tầm khoảng là 7 m anh chị. Xung quanh thì khu dân cư hiện hữu ha. Phía trước đường thì có dây điện, dây internet đầy đủ rồi anh chị. Và di chuyển theo thẳng trục đường này thì anh chị sẽ ra trục đường chính Kim Long lớn lớn ha. Từ vị trí thì anh chị di chuyển ra tầm khoảng là 6 cho đến 700 m ha. Còn à, di chuyển hướng ngược lại thì anh chị sẽ ra trục đường chính đó là trục đường Bầu Chinh, lớn lớn ha. Và có một cái khung giá rất là rẻ. Xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Để biết thông tin về giá cả cũng như là thông tin chi tiết về cái thửa đất vườn ngày hôm nay. Từ cái vị trí đất uh, lô đất của mình mà anh chị di chuyển ra những cái trung tâm tiện ích mua sắm ở khu vực này thì bán kính tầm là 1 km trở trở lại thôi. Là mình sẽ có trường học, chợ rồi trạm xá, những cái mặt hàng buôn bán phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của con người anh chị. Cái mặt tiền của mình ở phía trước, cái mặt tiền đường nhựa này nè anh chị thì uh, mặt tiền của mình được 67 m ha. Là từ phía trên này và chạy dài xuống dưới kia được 67 m. Ranh giới thì từ ngay đây nè anh chị. Đó, ngay cái uh, hàng gạch này ha dài dài xuống như kia 67, 67 m cành phía bên này được 105 m còn cái cành phía dưới là được 100 m anh chị ở phía sau thì đất của mình bị top hậu 2 mét ha anh chị ha là ở sau thì còn khoảng 65 m mà nguyên một cái thửa đất lớn mà mình top hậu 2 m thì cũng đáng kể anh chị đất của mình á, hiện tại thì trồng cái cây cái tiêu đất này thì chưa có thổ cư hiện tại thì phụ hồng anh chị có thể là đăng ký để mình lên thổ cư ha hướng đất của mình á, là thuộc hướng tây đó đất của mình thì vuông vức và bằng phẳng ha cái thổ nhưỡng thì đất đỏ ba giang đó ranh giới của mình thì 67 mươi m thì tới ngay cái chỗ cái chỗ hàng ranh này nên chị ha nói chung là xung quanh thì ranh giới đã rõ ràng rồi đó. ở phía trước thì hiện tại cũng trồng ơ uh, xen kẽ một số cây cà phê còn đa số thì uh, trồng tiêu anh chị, cũng có 5 6 cây uh, cây sầu riêng anh chị ha. Hiện tại gia đình thì cũng đang cần tiền để trả nợ ngân hàng cũng như giải quyết một số nợ nần ở phía ngoài nên cũng đành bán cái uh, mảnh vườn này. Thì uh, tài cũng nói giá ở đầu video luôn để cho anh chị và cô chú cũng uh, nắm bắt ha thì cái lô đất vườn ngày hôm nay được chủ gửi bán với giá là 6 tỷ 450 triệu ha anh chị cô chú nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm một cái mảnh đất vườn mà diện tích lớn sổ thì vuông vức đất thì đất đỏ ba giang đặc biệt thì phụ hồng nằm gần với hai tuyến đường trục chính đó là tuyến đường kim long lắng lớn bầu chinh lắng lớn ha và cũng rất là gần với tuyến đường quốc lộ 56 b thì tài nghĩ lô đất này rất là thích hợp để cho anh chị và cô chú đáng để suy nghĩ và đầu tư ha Đất của mình thì bằng phẳng hết, từ trên xuống dưới luôn anh chị. Ở trên đất thì cũng có giếng, rồi có những cái hệ thống à, tưới nước. Từ cái vị trí đất vườn ngày hôm nay, mà nếu như anh chị di chuyển ra Hồ Kim Long thì cũng khá là gần. Mình di chuyển tầm khoảng là 500m thôi là mình sẽ ra tới Hồ Kim Long ha. Còn nếu như mà anh chị muốn đi di chuyển về trung tâm lớn nhất ở khu vực này, đó là trung tâm thương mại của Ngã Giao thì mình từ vị trí đất anh chị di chuyển về tới trung tâm thương mại Ngã Giao thì mất khoảng là tầm 4 cây ha. Còn nếu như anh chị mà có nhu cầu đi uh, về sân gôn châu Đức, đội cừu suy nghệ, khu công nghiệp Sona de châu Đức, một trong những cái cụm khu công nghiệp khá là lớn ở khu vực huyện châu Đức thì bán kính tầm khoảng là 8 km anh chị. Nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về xem thì mất khoảng là 60 cho đến 65 km. Còn nếu như anh chị ở thành phố Biển Vũng Tàu mà di chuyển về xem thì mất khoảng là tầm 45 km ha. Cách biển Hồ Tràm một cốc tầm khoảng là 25 km. đất của mình thì đa số là trồng tiêu và bằng phẳng. Đất thì đất đỏ. Giờ cô chú cũng nờ nừng cũng như là lớn tuổi rồi. Thì cũng mong muốn bán cái thửa đất vườn này để trang trải cho cuộc sống anh chị ha tài cũng nói rõ trong video cái cái sổ này thì cô chú đang vay ngân hàng anh chị ha nếu như mà anh chị mua đặt cọc á, thì anh chị hỗ trợ cho chú cái phần mà lấy cái sổ ra ha bây giờ tài sẽ di chuyển đi lên trên ha ở trên đất của mình thì cũng có một cái nhà cái nhà này thì kiểu nó giống như cái nhà mình nhà tròi anh chị để mình vào mình làm vườn trời mưa trời nắng thì mình có cái để mình nghỉ ngơi cũng như là mình nghỉ, nghỉ trưa mình ăn cơm anh chị ha Đó, phía trước này thì cũng có trồng một số cây uh, sầu riêng nè cây sầu riêng này thì trồng được một hai năm rồi rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem sổ rồi những cái hình ảnh ở trên phần cam ha Tài sẽ phân tích rõ ở trên phần cam để cho anh chị và cô chú cũng được nắm ha Đây là sổ cũ nha anh chị Sổ cũ thì diện tích là 6.827 m2 Hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm ha Thời hàng sử dụng là đến 2043 Sơ đồ hình dáng của thơ đất cũng như thông tin quy hoạch của thửa đất. thửa đất của mình nếu mà cấp đổi số mới thì diện tích còn lại là 6.758m2. Là lý do là khi mà làm đường nhựa anh chị thì hiến đất để làm đường nhựa ha. Đất phủ hồng thì 3.299m2. Còn lại là đất trồng cây lâu năm là 3.327m2 anh chị ha. Đó. Rồi còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên phần cam. Để cho anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát về cái thửa đất vườn của mình ha. Từ trên xuống dưới lô đất của mình thì rất là vuông vức và bằng phẳng. Xung quanh thì khu dân cư hiện hữu ha. Và ở đây thì rất là gần với những cái khu tiện ích tiện nghi, gần với những cái trường học. Nếu như mà mình có con nhỏ thì mình có thể là đem ra những cái trường như là trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở khu vực này thì đầy luôn ha. Đối diện của mình thì cũng có hai cái view, hai cái nhà vườn mini. Cái uh, khu vực này thì Tài cũng review rất là nhiều rồi. Đó. Ở đây thì mình có thể là mình đi uh, chợ thì mình có thể ra trung tâm thương mại của uh, xã Kim Long. Thì từ vị trí đất vườn của mình mà di chuyển ra tới uh, trung tâm thương mại của uh, xã Kim Long thì mất khoảng là 3km. Còn nếu như mà mình... Uh, Di chuyển ra những cái uh, tiệm tập hóa, những cái cửa hàng buôn bán thịt rau, củ quả, thịt cá anh chị. Ở khu vực này thì nói chung là tầm uh, vài trăm mét thôi là mình đã có những cái uh, cửa hàng đó rồi ha. Và ở đây thì cũng có những cái uh, khu vui chơi uh, dành cho trẻ em ha. Ở, nằm ở ngoài cái tuyến đường Kim Long lắng Lớn. Bây giờ Tài sẽ di chuyển cái pha lê cam ra cái tuyến đường Kim Long lắng Lớn để quay cái quan cảnh xung quanh ha. Ra tới cái ngã tư này nè nếu như anh chị mà muốn đi về quốc lộ 56B thì mình rẽ qua phía bên tay phải màn hình là anh chị sẽ đi về tới quốc lộ 56B ha. Còn rẽ qua phía bên tay trái thì anh chị sẽ đi lên tới hồ Kim Long cũng ra được cái tuyến đường Kim Long. Lắng lớn anh chị ha. Trên góc màn hình của anh chị đó là hồ Kim Long á. Ở đây thì mảng xanh rất là nhiều. Và không khí ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì rất là mát mẻ anh chị. Đất của mình á, thì không vướng bất kỳ cái phong thủy như là mồ mã hay là hố ga gì anh chị, anh chị ha. Đất thì đất sạch 100%. Tại cũng nói rõ trong cái video để cho anh chị và cô chú cũng được biết ha. Đó, ra tới đây thì mình di chuyển thẳng là mình sẽ ra những cái trung tâm hành chánh ở khu vực xã Kim Long. Còn di chuyển hướng ngược lại thì anh chị sẽ về xã Lăng Lớn cũng như là chạy thẳng cái trục đường này thì mình cũng sẽ về tới tuyến đường quốc lộ 51 ha để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ từ ngoài cái uh, ngã tư để di chuyển cái Valley Cam vào lại vị trí trong đất ha. Một lô đất rất là đẹp anh chị. Vuông vức những cái lô đất xào mà đất lớn mà mà vuông lắm anh chị mà đây còn phủ hồng đó. Đó, di chuyển theo theo cái trục đường này thì anh chị chạy khoảng là tầm năm chục mét là mình có cái tập hóa hai ba cái tập hóa ha đó, cái tập hóa ở trong này thì cũng có bán những cái thực phẩm để phục vụ cho những cái bà con ở đây này anh chị nếu như mà không có thời gian để đi chờ thì cũng có thể là Uh, ghé những cái tập hóa này để mình uh, mua đồ ăn tàm cũng được anh chị ha di chuyển thẳng cái trục đường này tầm khoảng là 7 cho đến là 800m thì anh chị sẽ ra trục đường chính Bầu Chinh, Láng Lớn Đó. cái tuyến đường này thì anh chị cũng di chuyển đi lên uh, Láng Lớn đi về quốc lộ 51 ha để đi lên thành phố Hồ Chí Minh cũng được đường xá giao thông kết nối ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu mình ở khu vực huyện Chủ Đức á thì nói chung kết nối ra những cái tuyến đường trục chính hết anh chị đi đường nào thì cũng sẽ thông ra hết ha ra tới đây thì cũng có những cái nhà vườn trồng những cái vườn cây ăn trái đặc biệt ở khu vực này thì tài thấy là người dân trồng vườn sầu riêng và vườn bưởi anh chị đó rất là nhiều ha di chuyển theo hướng ngược lại này thì anh chị sẽ về ủy ban nhân dân xã bộ Chinh ha từ vị trí của mình mà di chuyển về tới ủy ban nhân dân xã Bồ Chinh thì mất khoảng là tầm 2 km thôi rồi còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps ha cái phần vị trí này thì những cái video trước tài cũng đã phân tích rất là nhiều rồi Đó, di chuyển theo hướng này thì mình ra trục đường chính Kim Long lăng lớn lớn ở đây thì có rất là nhiều những cái quán xá ra đây thì mình có những cái trường học ha trường cấp trường mầm non và trường uh, tiểu học di chuyển thẳng thì mình sẽ về tới trung tâm thương mại của kim long còn hướng ngược lại này thì mình ra tới tập hóa của tuyết này là tuyến đường bầu chính nắng lớn Đó. anh chị di chuyển thẳng trong đường này thì mình sẽ về uh, đường võ văn kiệt Đó. để đi lên thành phố hồ chí minh ha từ uh, ngã ba mỹ xuân mà anh chị di chuyển vào tới đây thì mất khoảng tầm là 15 km ha Rồi, từ vị trí đất của mình, tài di chuyển ra những cái tuyến đường trục chính, cái hướng tài đang đi đó là đường đi ra đường bầu chinh, nắng lớn anh chị. bám trên cái trục đường này thì khu dân cư ở hai bên hiện hữu ở rất là đông ha. ở đây thì nhà nước đang làm mương thoát nước hai bên đường. đường này thì hai xe ô tô né nhau thoải mái anh chị. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu từ đất vườn ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú thời gian vừa qua đã luôn quan tâm và đồng hành với những sản phẩm đến từ kênh của tài ha. Chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình được một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng, khởi sinh thịnh vượng ha. Và chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo review bất động sản ở khu vực huyện chủ Đức và vùng ven ha